xác định 4 đội giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup KV châu Á. Sau lượt trận thứ 7 khu vực châu Á, đã xác định được 4 đội tuyển sớm giành vé vào vòng đấu loại thứ 3 tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Đêm qua, 11/6 Australia có chiến thắng 3-0 trước Nepal nhờ các pha lập công của Matthew Leckie, 6 bộ Frank Karasik, 38 bộ và Martin Boyd, 57 bộ. Cùng với việc Coet cầm hòa Jordan, đội tuyển xứ sở chuột túi chính thức giành ngôi đầu bảng B với 21 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Jordan tới 7 điểm. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Graham Anno trở thành đội bóng thứ tư đoạt vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, Syria, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 đội bóng đầu tiên sớm vượt qua vòng loại thứ 2 khi chính thức có được ngôi đầu các bảng A, F và H. 4 đội bóng này cũng đồng thời giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 tổ chức tại Trung Quốc. Đội Qatar là chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2022 vẫn tham gia vòng loại và giành ngôi nhất bảng E, qua đó chính thức giành vé dự giải vô địch bóng đá châu Á sau đây 2 năm. Đội bóng Tây Á sẽ không phải thi đấu ở vòng loại thứ 3. Như vậy, còn 8 suất nữa giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó có 3 vé từ ngôi nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất. Tuyển Việt Nam đang xếp nhất bảng G với 17 điểm, nhiều hơn UAE 2 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có trận quyết đấu với đội bóng Tây Á vào ngày 15/6 tới để phân định tấm vé trực tiếp.